Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì nhà mình đang đi cắm trại ở sông Bôi, Kim Bôi, Hòa Bình. Đấy mọi người thấy không? Bờ suối rất là mát mẻ nhá, rất là đông người. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Đấy mọi người mang loa đài hát hò. Bây giờ là đã hơn 12 giờ rồi. Đấy. Suối rất là mát nhá. Nếu mà địa điểm này chỉ search trên Google là bãi cắm trại sông Bôi thì là mọi người sẽ tìm thấy rất là dễ dàng. Đó. Thì bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, ngoài trời hôm nay thì không quá nắng nhưng mà cũng rất là nắng nóng. Nhà mình thì có thêm cái tăng bạt này để che bớt nắng này, tuy nhiên nhưng mà còn nóng rất là nhiều. Trẻ con bơi xong thì khô người cái là nóng. Thì đây, hôm nay là phải có riêng chiếc máy Zero Breeze này để phục vụ cho các chiến binh nhỏ. Trước khi mà bật máy thì các bạn nhỏ kêu lắm, nóng không chịu được. Nhưng mà có cái máy điều hòa Zero Breeze này thì các bạn sẽ rất là yên ổn để cho mà bố mẹ vui chơi thoải mái. Đấy, chỉ cần ngồi cạnh máy là xong. Rồi ok, bây giờ mình sẽ phỏng vấn các bạn nhỏ nhé. Nào, xin chào. Xin chào bố. Xin chào. Thế ngồi cạnh điều hòa này có mát không? Lạnh chứ không mát đâu bố. Lạnh chứ không mát à? Thế bây giờ tắt điều hòa đi nhá. Thôi bố. Thế hai đứa có thích điều hòa không? Có. Đi chơi có điều hòa này thì ngoan nhá. Vâng. Rồi ok. Rồi thì thực sự là chiếc điều hòa Zero Breeze Max 2 này á, thì rất là tiện lợi. Đấy, các bạn có thể mang ra ngoài trời cho trẻ con dùng ngoài trời. Hoặc là trưa nếu mà các bạn đi nóng thì mình không cần nổ máy xe. Mình có thể cho vào trong xe này để chạy. Các bạn nằm nghỉ được phía sau. Thì đây là một cái sản phẩm thực sự rất là thiết yếu với cả mọi gia đình khi mà đi cắm trại. Thì rất là mong mọi người có thể trải nghiệm cái dịch vụ, cái sản phẩm của Zero Breeze của bên mình. Nếu mà mọi người có câu hỏi nào liên quan đến chiếc máy điều hòa Zero Breeze Max 2 thì cứ liên hệ với mình nhé. Xin cảm ơn.